Với hệ thống di tích lịch sử văn hóa phong phú, đa dạng, trong đó có nhiều di tích được xếp hạng cấp quốc gia, cấp tỉnh. Những năm qua, Vĩnh Phúc đã làm tốt công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di tích, đồng thời thực hiện tốt việc tu bổ, tôn tạo di tích xuống cấp, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần của người dân. Chùa Tích Sơn được công nhận di tích lịch sử văn hóa quốc gia năm 1992. Chùa được xây dựng cuối thời Lý, đầu thời nhà Trần, cuối thế kỷ thứ 12, đầu thế kỷ thứ 13. Trải qua thăng trầm của lịch sử, đến nay ngôi tam bảo của chùa Tích Sơn đã xuống cấp. Các hàng chân cột đã bị mối mọt, có cột nối 2-3 khúc bằng gỗ hoặc bê tông. Mái chùa võng, dột, phải phủ bạt bên trên, nền lún bằng sân, mỗi khi trời mưa to, nước tràn từ bên ngoài vào, gây hư hại các đồ vật trong chùa. Tôi sinh hoạt ở đây là hơn 20 năm rồi. Thế mà bây giờ thôi, thế càng ngày nó càng xuống cấp quá, mà giờ mối sông lên tận nóc rồi. Đấy, chúng tôi thường xuyên phải đánh mối những tờ dưới ra mối, chúng tôi đánh mối. Đấy, bây giờ không thể đánh được nữa rồi, mà lôi lên tận nóc rồi là chúng tôi chịu rồi. Tất cả những cái chân cột ở ngoài đầu hè kia là mối ăn hết rồi. Chúng tôi rất là sợ hãi. Thế mà bây giờ không bỗng chốc mà nó là mối nan như thế nó sập xuống thì nguy hiểm đến. Theo luật di sản văn hóa, các di tích được xếp hạng cấp nào thì do cấp đấy ra quyết định trùng tu, tôn tạo. Chính vì vậy, nhà chùa chỉ có các giải pháp tạm thời, tình thế trong việc kéo dài sự xuống cấp của di tích. Nguyện vọng nhà chùa là thứ nhất là cái nền hơn 100 năm nay có biến đổi xung quanh, cho nên nền thì bây giờ bằng mặt sân rồi. Nước mưa là tràn vào bên trong. Tất cả những cấu kiện nó không còn bền chắc nữa, cần phải trùng tu gấp để tránh cái trường hợp mà nó sập đổ xuống thì nó thiệt hại cả tính mạng người dân, cũng như là cái tài sản trong di tích. Thì mong muốn rằng trong cái thời gian sớm nhất, được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền và các ngành chức năng để tạo cho cái di tích này được phục hồi, để phát triển, phục vụ đời sống nhân dân ở trong thành phố và cũng đáp ứng cái mong muốn, nguyện vọng của nhà chùa. Trên địa bàn tỉnh hiện nay có gần 2.000 di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, cấp tỉnh đang trong tình trạng xuống cấp, cần được trùng tu tôn tạo. Để bảo tồn các di tích lịch sử văn hóa, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành nghị quyết số 71/2019, quy định cơ chế hỗ trợ đầu tư, tu bổ hệ thống di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2019-2025. Cụ thể, đối với di tích quốc gia đặc biệt, ngân sách nhà nước đầu tư 100% kinh phí theo dự án được duyệt. Đối với di tích quốc gia, ngân sách nhà nước đầu tư 100% kinh phí đối với các hạng mục kiến trúc gốc, các hạng mục kiến trúc chính của di tích. Đối với di tích cấp tỉnh, ngân sách sẽ hỗ trợ 50% kinh phí tu bổ đối với hạng mục kiến trúc gốc của di tích. Ngân sách cấp huyện sẽ hỗ trợ 10% kinh phí tu bổ đối với hạng mục kiến trúc gốc của di tích. Năm 2020 đến 2025 là chúng ta tập trung vào 63 di tích đã được xếp hạng. Trong đó có di tích cấp tỉnh, cấp quốc gia và quốc gia đặc biệt. Thì từ đó để mà bố trí cái nguồn vốn cho nó phù hợp với những cái di tích gọi là xuống cấp nghiêm trọng, chúng ta trên cơ sở giải pháp ưu tiên những di tích xuống cấp nặng thì làm trước và nhẹ thì làm sau. Và từ nay đến 25 thì toàn bộ 63 di tích này thì tỉnh sẽ tập trung nguồn vốn để mà thực hiện trùng tu, tôn tạo, tu bổ để đảm bảo được cái nơi mà sinh hoạt của cộng đồng, khu dân cư cũng như của địa phương. Trước sự cần thiết của việc trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, cấp tỉnh, mới đây, đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trực tiếp đi khảo sát thực tế các di tích xuống cấp để cho ý kiến phê duyệt chủ trương đầu tư, trùng tu, tôn tạo các di tích cấp quốc gia, cấp tỉnh bằng nguồn ngân sách nhà nước. Đồng thời, đồng chí yêu cầu Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, các sở ngành liên quan, Ủy ban Nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh cần sớm hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục pháp lý để tiến hành tu bổ, tôn tạo và phục dựng lại các di tích. Bên cạnh nguồn lực đầu tư của nhà nước, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Việt Văn đã đề nghị các địa phương huy động nguồn lực xã hội hóa để trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của người dân, đồng thời đảm bảo các yêu cầu của luật di sản văn hóa, luật xây dựng và các quy định hiện hành có liên quan, đáp ứng yếu tố về mặt mỹ thuật, kỹ thuật, kiến trúc, cảnh quan, phù hợp với văn hóa truyền thống của dân tộc.